Xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh của Thịnh Biker. Thì sau một thời gian dài á, thì cái chai pin này với cái chai Speedo này nó hết hàng. Thì hiện tại hai chai này đã hàng đã về đầy đủ rồi nha anh em. Thì hồi trước cho mình cũng đánh giá từng một cái sản phẩm riêng rồi. Bây giờ hôm nay mình có ý định là mình sẽ chia sẻ với anh em là trong ba chai này thì mình nên chọn riêng Winner, Winix hoặc là Sonic thì mình nên chọn chai nào phù hợp với xe của mình. Trước khi mình nói cái chai Ebin này trước đi, thì Ebin này nó thời gian đây nó sẽ nổi lên rất là nổi lên. Rồi thì vừa rồi mình có một chuyến tour là Sài Gòn Quy Nhơn, Quy Nhơn Sài Gòn là hai dòng là 1.500, thì mình có thử một lần nữa, mình sẽ thử qua chai Ebin này. Thì mình thấy đi nó rất là bốc. Thời gian anh em đổ nhớt vào xe, mình sẽ cảm nhận được cái sự độ bốc nó tức thì liền, là mình cảm thấy là nó nhẹ xe này, ít trượt bổ nồi này. Đó, khi anh em chạy ở vòng tua cao đó, thì xe cực kỳ nhẹ, cực kỳ lanh luôn. Đi trong phố thì nó thật sự rất là mát. Nếu mà trong dòng racing thì mình có thể khẳng định là cái chai Ebin này là mát nhất luôn, mát nhất trong các dòng racing đó. Thì quay lại câu chuyện là mình đi tour 1.500 thì mình cảm nhận được là máy không có xào, rất là êm. Mình đi mình chạy dòng đầu tiên là 700 km á, mình thấy nhớt như mới luôn. Thì bắt đầu dòng trở vào và mình sẽ thấy nhớt nó sẽ vẫn còn rất là ok, đảm bảo được anh em chạy thêm được nữa, nhưng mình cảm thấy là nó hơi xuống nhẹ một chút. Đó là mình thấy cái chai này cực kỳ thích đi tour luôn, phù hợp đi tour. Rồi còn cái chai Shadow này thì hồi trước giờ mình cũng đã chia sẻ nhiều rồi, nó rất là ngon, nó rất là ok rồi. Nó không, nói chung là anh em đã trải nghiệm qua rồi thì cũng không cần phải chia sẻ gì thêm. Còn riêng cái chai Speedo này thì sao? Thì độ êm có này, độ bốc thì mình thấy nó cũng đạt cũng ok, bốc thì ok hơn, không phải là bốc lắm. Rồi mát á, thì nó không có mát bằng Ebin được, nó cũng cỡ như mình thấy cái độ mát của nó cũng cỡ như Shadow, êm cũng như Shadow đó. Mà cái chai này nếu mình theo mình đánh giá trong ba chai này thì cái chai này nó riêng một độ bốc á, thì nó sẽ riêng một độ bốc á thì nó thua thiệt hơn hai chai này một chút. Mình cảm nhận đây là cái ý kiến cá nhân mình nha. Mình cảm nhận là cái chai này nó không bốc bằng hai cái chai này đó. Còn nếu mà riêng mà đi tour á thì mình chắc chắn là sẽ chọn hai dòng này đó. Thì nói chung không phải là cái chai này không ngon mà nó cũng rất là ok anh em. Thì 191 theo cái cụ ngày xưa nói á, là cái 8 lạng người nửa cân á, thì cái câu đó nó hơi cách biệt xe nhưng mà mình không biết tại sao mà nó lại gần. Thì mình nói là theo mình á là đi tour thì mình cực kỳ thích hai sản phẩm này đó, Shadow và Ebin. Thì đi phố á, thì mình sẽ thích Ebin hơn. Nếu mà hai đặc tính của hai này nó giống nhau, gần giống nhau vậy, 191 110 anh em, không khác gì nhau cả. Nhưng mà đi phố mình sẽ thích hơn chai Ebin này hơn, tại vì Ebin này nó mình thấy nó khá là êm. Nó khá là êm luôn. Thì theo bên nhà cung cấp á, Ebin này á, là được khai khoáng từ nó là được lấy dầu gốc từ dầu đá phiến. Nói chung là dầu đá phiến thì nó rất là sạch và cái phần tử nhớt của nó rất là sạch và nó rất là mịn đó. Thì cảm giác xe anh em nó êm hơn, nhưng mà nó sạch và nó mịn như vậy thì nó sẽ rất là bốc, và nếu anh em đi một thời gian tầm 2.000 đến 2.500 thì mình sẽ cảm nhận được nó vẫn còn êm. Nhưng mà trên 2.500 thì mình thấy nó xào máy đó. Thì đó là đặc tính của nó, là nó được khai thác từ dầu đá phiến thì nó cực kỳ sạch, dầu gốc rất là sạch và nó rất là mịn, là làm cho xe anh em chạy êm nè, bốc và đỡ bị xào máy. Còn những cái dầu gốc của thằng Shadow và Speedo này á, thì nó được dầu gốc tổng hợp từ ST thì nó sẽ khởi điểm của nó sẽ nóng hơn so với cái dầu gốc của thằng Ebin này. Ebin này thì dầu gốc nó là bao thì nó sẽ nhiệt độ của nó là luôn luôn thấp hơn so với những hai chai này, dầu gốc là ST đó. Thì tóm cái quay lại thì mình vẫn rất là thích cái chai Ebin này đi tour và đi thành phố. Và nếu mà chai Shadow này mình hay, nói chung là mình cũng hay chuyển từ Shadow này, mình chạy thời gian mình ngán mình chuyển qua Ebin rồi mình chuyển qua Speedo. Thì nói chung thì mình rất là thích ba dòng này. Nói chung là dòng này chủ lực của shop mình bán, nói chung là bán chủ lực đó anh em. Thì chạy rất là tốt, nhưng mà giá thành của nó thì cũng 3x xem nhau. Nói chung ba chai này thì giá nó xem nhau đó. Thì tùy theo nhu cầu của anh em lựa chọn. Riêng những dòng xe như là Winner này, Rider này, rồi Suzuki Rider, rồi Sonic
đó là những cái dòng cam đôi á, thì anh em chạy nhớt á, mình mới cảm nhận được cái nhớt nào êm và nhớt nào không êm. Còn riêng ẹt á, thì cái cam của nó là cam đơn thì cái độ xào máy nó ít đó, thì anh em đi nhớt nó cũng êm cả. Cỡ cái anh em mà đi cái chai, nếu mà ẹt mà anh em đi cái chai này là quá tuyệt vời luôn rồi. Còn riêng Winner á, thì cái độ kén nhớt của nó cao hơn, thì cái chai này vẫn chưa phải là tốt nhất, nhưng mà vẫn có thể là ok đáp ứng anh em là chạy một ngày 2000 km bạo lực, tour bạo lực vẫn đáp ứng được ok nha. Còn hai cái chai này á, thì mình thấy là độ bóc nó nhìn hơn thằng Speedo một chút, nó thích hợp với anh em đi tour. Thì ba chai này đều tốt như nhau nha, chất lượng của nó thì mình đánh giá nó là tốt như nhau, cũng cỡ trên 3000. Nếu anh em đi thành phố không là trên 3000, còn anh em nào đi tour bạo lực này kia thì cỡ 2000, 2500 đó thì mình có thể thay. Rồi thì hai cái dòng này mình nhắn lại là Abin và Speedo thì hàng đã về rồi, shop mình rồi, anh em nào có nhu cầu thay nhớt thì ghé shop mình. Còn Shadow thì em ấy nó còn hơi lạc lõng túi tí đó, thì đâu đó thì tầm nửa tháng hoặc là hơn nửa tháng một chút là sẽ có hàng trở lại. Thì có rất nhiều anh em là ưa tin dùng Shadow, thì mình nói là khẳng định là một câu là Shadow cực kỳ chất lượng. Nếu thời gian giờ không có Shadow đó trải nghiệm á, thì anh em có thể dùng qua chai này. Thì chai này như Shadow là hai chai như nhau, hai chai chất lượng ok như nhau, nhưng mà mình rất thích cái chai Abin này á, là nó mát hơn đi thành phố này, và nó bốc mình cảm thấy là nó đổ vào nó sẽ thường là chai Shadow là anh em đổ vào 100 cây mình sẽ thấy được cái độ khác của nó đúng không, nhưng mà riêng chai Abin này anh em đổ và anh em chạy ra ngoài đường là mình thấy cái độ nhẹ xe liền, tại vì nó dầu gốc của nó rất là mịn anh em, thì nó sẽ có cái hiệu ứng là bốc tức thời, xe nhẹ tức thời liền đó. Thì cái chai này mình bán cũng rất là lâu rồi, bây giờ bắt đầu anh em rộ lên mới chơi mà biết đến cái chai này, thì riêng mình đánh giá cái chai này cực kỳ chất lượng luôn anh em đó. Thì anh em có thể trải nghiệm thử, thì giá mình đỡ rất là ưu đãi luôn. Anh em nào ghé shop mình có tặng khuyến mãi này kia, ví dụ như anh em chạy xe tơ thì tặng cái lọc nhớt đây này, tặng cái lọc nhớt ẹt nha anh em. Còn Winner thì mình tặng 100 ml, còn Rider thì anh em đổ 1.4 lít mình tặng cái lọc luôn đó. Thì đó là chương trình khuyến mãi dành cho cái chai nhớt Abin này thôi nha, còn hai chai này thì không có khuyến mãi. Anh em luôn anh em thích chai nào thì đổ chai đó. Theo mình đánh giá là đi tour thì mình vẫn ưu tiên hai chai này, đi siết ghe rất là đã, rất là phê, mà máy móc rất là êm. Còn ở chai này thì cũng rất là êm, nhưng mà riêng cái độ bốc của nó mình đánh giá là nó hơi nặng máy hơn một chút, nó không được nhẹ cái máy, không được nhẹ xe một chút đó, thì mình cũng không thích lắm. Vấn đề tour mà đi phố thì phải nói là tuyệt vời, ok. Nói chung là đi phố ba chai này đi phố rất là ok, độ nóng chấp nhận được đó. Còn riêng Abin này thì mát nhất trong hai chai này đó, càng thích hợp hơn đi phố nữa, và xe anh em chạy rất là nhẹ và đang được khuyến mãi, ok. Thì anh em mắc gì mình không dùng thử trải nghiệm thử đó. Thì đó là những cái mà mình cần chia sẻ cho anh em và vấn đề là nhớt ở tiệm mình, shop mình. Thì shop mình có nhận thay nhớt từ 8 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, anh em ghé khung giờ nào cũng được. Rồi hoặc là anh em có thắc mắc gì về dầu nhớt hoặc là vấn đề xe thì anh em cứ kết bạn Zalo số điện thoại màn hình đó, rồi PM cho mình, có vấn đề gì mình sẽ giải thích cho anh em đỡ thắc mắc cho anh em rõ hơn đó. Thì ok, thì video cũng đã dài, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Thì bye bye anh em, hẹn gặp anh em ở video khác. Rồi thì ba chai này mình khẳng định lại rất là tốt, anh em thích dùng chai nào cũng được. Thì theo mình thì đi tour thì mình vẫn ưu tiên hai chai này hơn, còn đi phố thì mình có thể chọn một trong ba chai này vẫn ok. Thì một trong ba chai này vẫn ok nha. Rồi thì giá của nó thì xem nhau, thì mà hôm nay mình đi Vesero ngán rồi đúng không, mình chuyển sang Abin, rồi mình chuyển sang Speedo đi ngán, rồi mình chuyển sang dòng khác nữa, xong thời gian mình sẽ quay lại đó, kiểu như vậy. Thì mình sẽ đúc kết ra là cái xe mình phù hợp với nhớt nào, phù hợp với đi cái môi trường nào, phù hợp với đi khí hậu nào đó, thì lúc đó anh em sẽ có một cái câu trả lời chính xác nhất. Còn mình đây là trải nghiệm của mình, thì mình cho ra kết quả như vậy, và mình đánh giá theo những cái mà anh em đã trải qua, thì mình đúc kết lại thôi. Rồi ok, bye bye anh em nha, hẹn gặp anh em một video khác, bye bye.